Nay lấy họ đi chờ núi đông đi cho thu ở đây, người ta bán ở trên sông đây. À, đây là chứa. Đây là nhãn, người ta bán nhãn. Bổ sung, nói chú kiếm chỗ nào ghé mà sáng. Người ta bán ở trên sông mà, Bán đây là trên sông chưa mà. nè. Nhưng mà chỗ nào mà ăn sáng cho xong chú mưa xong rồi. Mưa rồi. Rồi. Đây chờ hôm sớm mày nha. Ăn sáng à? Em sáng này. Ăn sáng chú. Ăn sáng trên sông nha. Mưa to mà. Thì có ăn sáng luôn. Du lịch làng Mỹ Khánh. Thì nãy chú Tuấn chú nói chỗ nào đâu lên đi. Mỹ Khánh. Ừ. Khánh. Mình đi ăn bánh xèo ở trên sông nha. Quay cái mình tới đi. Đây là Đoan đi theo tour. Thấy túi này đâu vô trong. Đúng rồi đó, đi ăn thoải mái chú ơi.